Thời gian gần đây, những vụ án mạng xảy ra do mâu thuẫn nợ nần xuất hiện ngày một nhiều. Chỉ vì nóng giận, cộng với cơn say rượu lúc không tỉnh táo, mới đây người đàn ông ở Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã bị chính bạn nhậu của mình dùng hung khí tác động đến tử vong rồi giấu ở tròi dãy cà phê. Chiều ngày 18 tháng 10 vừa qua, Đại tá Nguyễn Văn Bồn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận đã bắt được nghi phạm gây ra vụ án mạng tại Buôn Bùa, xã Hoàn Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột. Nghi phạm là Iguiet Kabur, 16 tuổi, trú tại xã Eanuon, huyện Bồn Đôn. Theo đại tá Nguyễn Văn Bôn, vào khoảng 16 giờ ngày 17 tháng 10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được tin báo về việc ông IKB sinh năm 1972, trú tại thôn Bùa, xã Hòa Xuân tử vong trong tròi giấy, trên người có nhiều vết trọng thương. Sau đó, hàng trăm cán bộ chiến sĩ của Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an thành phố Buôn Ma Thuột được huy động truy bắt hung thủ gây án. Sáng 18 tháng 10, lực lượng công an đã bắt được Iguiet Bước đầu nghi phạm khai tối 15 tháng 10 trong lúc uống rượu, EQS đòi nợ ông Ika, rồi hai bên xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc xảy ra cãi vã, EQS đã lấy vật sắc nhọn khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, EQS lấy xe máy và điện thoại của nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường. Sau đó nghi phạm mang xe máy của ông Ika đi cất giấu và tìm cách lẩn trốn. Theo phó giám đốc công an tỉnh Đắk Lắk, đây là lời khai ban đầu. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ, thu giữ vật chứng liên quan vụ án chưa biết người đàn ông cho nạn nhân vay số tiền bao nhiêu tuy nhiên hành động gây án rồi bỏ trốn chắc chắn bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật